Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh tin mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày, và ngay sau đây là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 9,9 độ Richter, kèm theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất dữ dội liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng triệu người dân Trung Quốc đại lục tháo chạy khắp nơi để lánh nạn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng, tuy nhiên vào tối ngày 29 tháng 9, truyền thông của nước này đã buộc phải công khai một sự thật rằng mưa to, gió lớn, bão lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở cộng thêm động đất, sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi hai địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là ở địa danh mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng ngày 29 tháng 9, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm trong biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang của Bắc Kinh, ngày 29 tháng 9 lần đầu tiên trong lịch sử đã phải ra thông báo báo động hồng thủy số 1, tức là trận lũ đầu tiên trên con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc. Ngày 29 tháng 9, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn miêu tả chi tiết hiện mực nước trên sông Trường Giang đã vượt mức báo động đỏ lên tới 2 mét. Tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên con sông này đã bị vỡ khiến lượng nước tràn về khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Nam, khiến cho khu danh thắng nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại hiện tại không thể đong đếm được. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, không phải vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình trong thời gian vừa qua đã làm cho thế giới mất lòng tin. Các nhà quan sát cho rằng chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc thì chính phủ của ông Tập đã đi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực cướp bóc và xâm chiếm lãnh thổ tới 13 nước xung quanh. Hỏi rằng có ai, có nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, cơ quan đầu não và cơ quan trong chính phủ của ông Tập vẫn ung dung ủ mưu tính kế đi xâm chiếm Biển Đông. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong khi đất nước của họ đang bị lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, thì chính quyền ông Tập đã phát động cho hải quân của nước này ngang nhiên mang rất nhiều tàu chiến, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, mang theo vũ khí hạng nặng tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế và bất chấp các chỉ trích của các nước trong khối ASEAN. Điều này là không thể dung tha và chấp nhận được. Ngay lập tức, chính phủ Mỹ đã lên tiếng phản đối chính phủ của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc quá tham lam, vô độ khi không lo cho người dân trong lúc hoạn nạn đang xảy ra mà còn đi nghị kế xâm chiếm Biển Đông. Hành động trên của Trung Quốc được cho là thiếu tính nhân đạo và thiếu tình người. Phát biểu trên tờ báo BBC News, một viên chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho rằng lẽ ra chính phủ Trung Quốc nên dồn toàn lực vào công cuộc phòng chống đại dịch và thiên tai, lũ lụt để giúp đỡ những người dân vô tội. Nhưng ở đây, chính quyền của ông ta lại không làm điều đó, họ bỏ mặc dân chúng, lũ về, mưa về. Họ mặc kệ động đất xảy ra thì họ cho xả đập Tam Hiệp nhấn chìm toàn bộ 28 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc. Vậy mà chính quyền của ông ta vẫn ngang nhiên đòi đi xâm chiếm Biển Đông và gây gổ đánh nhau với cả Ấn Độ. Hành động trên quả là không thể chấp nhận và dung thứ được. Đây chính là tội ác mà Trung Quốc gây ra, cho nên bây giờ trời không dung, đất không tha. Mẹ thiên nhiên và ông trời luôn công bằng với cả mọi người khi ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ thế giới. Họ chỉ thương tiếc cho hơn 1,5 tỷ người dân của Trung Quốc mà thôi. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo cáo của Trung Quốc đã trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành khí tượng thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày qua thì xảy ra 2 trận động đất có cường độ cao lên tới gần 10 độ Richter, liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu, thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CNC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 9 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Hách Trương thuộc tỉnh Quý Châu vào trưa ngày 29 tháng 9 lúc 11:11. Được biết, hai trận động đất liên tục đã gây ra sóng thần và mức độ sóng của nó lên tới gần 50 mét, cao hơn 3 tòa nhà cao tầng, nhấn chìm toàn bộ tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên là Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc dành cho khu du lịch nổi tiếng này của phía Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được 2.000 năm tuổi. Nhưng ngày 30 tháng 9, nó đã bị nhấn chìm dưới mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy đã khiến nhiều người và quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn thì một số con đập nhỏ hơn con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng domino khiến cho con đập Tam Hiệp có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Và nếu như nó bị vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt con số 50.000 m3 trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh và đạt mức 53.000 m3 trên giây, một trong những lưu lượng nước lớn nhất thế giới chưa từng có xảy ra. Tỉnh Hồ Bắc đã phải phát quần áo cho người dân địa phương đi tránh lũ ở trên đỉnh núi cao. Trang Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào sáng ngày 30 tháng 9 đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm trước đã cho khởi động khẩn cấp. Cấp độ 4 là cấp độ cảnh báo cao nhất nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn, dẫn tới mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp càng lúc càng nhiều. Vì thế, nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm nói trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa đại lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong khi đó vẫn xả thêm một cửa xả của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra ngập lụt toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 20 giờ tối ngày 30 tháng 9 năm 2023, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng cấp độ báo động đỏ nhằm phòng tránh lũ lụt, lũ quét, động đất và sóng thần, thông báo cho các khu vực liên quan. Đồng thời, cử tổ công tác tới tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai do các địa phương này đang gặp phải. Thông báo của Bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa lũ, động đất, sóng thần, phối hợp với các cơ quan khác nhằm phòng tránh lũ trên khắp diện rộng toàn đất nước của Trung Quốc. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp, phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng, động đất, sóng thần trong những ngày vừa qua, Sở Quản lý Khẩn cấp của tỉnh này đã phát đi một thông báo khẩn cấp nói rằng tình hình hiện tại con đập Tam Hiệp cũng như các thành phố xung quanh khu vực này đang hết sức nghiêm trọng và trầm trọng, đề nghị người dân phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, họ vẫn lực bất tòng tâm bởi vì mưa lũ đang kéo về ùn ùn từng ngày, từng giây và phút. Xin được chuyển sang một thông tin cũng rất đáng chú ý. Ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ USS Miguel Keith, căn cứ viễn chinh di động của quân đội Mỹ, lần đầu tiên tiến vào Biển Đông. Sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông SCFI, tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh, ngày 30 tháng 9 ra thông báo về phân tích ảnh vệ tinh cho thấy tàu đổ bộ viễn chinh USS Miguel Keith của Mỹ cùng tàu khu trục lớp Arleigh Burke đi qua eo biển Ba Sĩ để tiến vào vùng biển phía tây nam Biển Đông. SCFI cho hay đây là lần đầu tiên USS Miguel Keith tiến vào Biển Đông kể từ lần đầu tàu được triển khai tới Tây Thái Bình Dương hồi tháng 10 năm ngoái. Với lượng dạn nước hơn 90.000 tấn, USS Miguel Keith là một trong những tàu chiến lớn nhất chỉ đứng sau các siêu tàu sân bay Mỹ. USS Miguel Keith là con tàu thứ 3 thuộc lớp Lewis Puller, có thể thực hiện một số nhiệm vụ của căn cứ viễn chinh di động như làm nơi cất hạ cánh của trực thăng hạng nặng, hỗ trợ hậu cần hay hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết nước này nên chú ý theo dõi hoạt động của tàu USS Miguel Keith và tìm cách ứng phó, vì sự hiện diện của con tàu trong Biển Đông có thể nâng cao đáng kể khả năng hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực. Theo SCFI, tàu USS Miguel Keith từng đóng vai trò chủ lực trong cuộc diễn tập chung Mỹ-Nhật Bản Nuber Fusion hồi tháng 2. SCFI cũng dự đoán USS Miguel Keith có thể sẽ tham gia nhiều cuộc tập trận và sự kiện quân sự ở Biển Đông cùng các khu vực lân cận do tính đa nhiệm của nó. Mỹ và các nước phương Tây như Anh, Pháp và Đức gần đây tăng cường hiện diện quân sự và tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông. trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Trung Quốc mở rộng lực lượng hải quân và thiết lập các tiền đồn quân sự trên đảo nhân tạo bồi đắp trái phép trong khu vực. Mỹ nhiều lần phản đối các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong khu vực, cáo buộc nước này quân sự hóa Biển Đông và đe dọa các nước láng giềng. Cục Đại dương Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tài liệu 47 trang bác bỏ cơ sở địa lý và lịch sử liên quan đến các yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Jason Dopacom, cuối tuần trước cáo buộc Trung Quốc dường như đã hoàn tất hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác trên đá vành khăn, đá Subi và đá chữ thập, song chưa rõ họ có xây thêm hạ tầng quân sự ở các thực thể khác hay không. Ông Aquilino cũng cho biết các hành động này hoàn toàn ngược lại với cam kết của Trung Quốc rằng sẽ không biến các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự. Ông đánh giá đây là một phần trong quá trình Trung Quốc củng cố sức mạnh quân sự. Trong cuộc họp tại Bắc Kinh, khi phóng viên Kyodo News hỏi về tuyên bố của Đô đốc Aquilino, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngang nhiên nói rằng Bắc Kinh có quyền triển khai các cơ sở quốc phòng cần thiết trên cái mà họ gọi là lãnh thổ của mình. Ông Uông Văn Bân cho rằng Trung Quốc làm như vậy là phù hợp với luật pháp quốc tế và không có gì đáng chế trách, phớt lờ thực tế rằng Tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016 đã bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trong đường chín đoạn ở Biển Đông, cũng như các thực thể tại vùng biển này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.